Mông Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, con tên là Nguyễn Hằng. Con xin phép được đọc thuộc bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ạ. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người là ích sự không ngần. Hoặc dòng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già. Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn liệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xã thú cũng ra mau. Nếu được không lùi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vút đầu trao. Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước lên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tài ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chướng nó nằm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Xanh lòng ân trọng cữ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chiêm bào thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đạm trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ đệ tặng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhẫn đến chiêm bào đều ăn cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian lan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyền đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hòa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ con xin được đem nguyện đem toàn bộ công đức mà con đọc kinh, con đọc thuộc bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này, nguyện được hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, nguyện cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác đều được tiêu trừ ức kiếp tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn, tăng trưởng phước đức, tăng trưởng tâm Bồ Đề, có lòng tin sâu sắc nơi Phật pháp Tam Bảo với Địa Tạng Bồ Tát, và trong tương lai đều sẽ được quy y các ngài, được các ngài tiếp dẫn độ thoát về đường lành. Dạ, con xin được tạ ơn Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư vị hộ pháp, chư vị hiền thánh tăng đã gia hộ cho con có thể đọc được bài kệ này ạ. Xin hết ạ. Ha ha ha,